trung kênh điện thoại Ngon Bởi Rẻ xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay tôi có một tin vui thông báo cho các bạn rằng là có rất nhiều bạn từ trước giờ hay hỏi mình là anh ơi, siêu kính cường lực Oppo cường lực 10H được sử dụng công nghệ nano của Nhật có kính cường lực full màn cho các dòng iPhone không em? À không anh, nhưng từ trước đến giờ thì mình toàn các bạn hỏi thì mình bảo là không có, chưa có. Và xin chúc mừng tất cả các bạn là sự trở lại của siêu kính cường lực Oppo được sử dụng công nghệ nano của Nhật với khả năng chống trời chống xước cao gấp 9 lần kính bình thường, với cả dao kéo các bạn cào cả ngày cả đêm cả tối từ giờ sang ngày kia không bao giờ xước luôn, và kính đã về và trải nghiệm trên tay. Ok, tôi sẽ thử trải nghiệm cho các bạn này. Cái đầu tiên là đây là kính cường lực 15D các bạn nha, 15D cửa hàng mình đang bán 30.000 này các bạn này. Ok chưa? Bây giờ tôi video này là test nên tôi bỏ qua khâu lau màn hình nhá, và tôi sẽ thử dán cái kính này lên. Quay gần ở đây, bây giờ tôi sẽ thử dùng cái kìm cắt sim gõ thử vào cái kính này các bạn xem nhá. Đây là kính rẻ này, kính 15D 30.000 này các bạn thấy không, mới gõ như này là kính cường lực nó đã bị vỡ mất rồi. Ok chưa ạ? Tôi sẽ bóc ra này, và tiếp theo là tôi sẽ cùng trải nghiệm cho các bạn xem là siêu kính cường lực Oppo cường lực 10H. Mà các bạn thường là hay bị ảo tưởng rằng là kính cường lực người ta có thể in lên 100D, 1000D, 1 tỷ D, hàng rẻ, mãi mãi là hàng rẻ, nâu nêm, mãi là nâu nêm. Và chúng ta sẽ cùng trải nghiệm với cả kính cường lực full màn hình Oppo cho chiếc iPhone 7 Plus này. Cho anh mượn một cái rẻ lông, lấy lau cái lọ cồn đi. Ok, mình dám vĩnh xịn thì mình phải làm nó tử tế một tí. Quay cận cảnh lên đây đi. Ok, bây giờ mình sẽ dán cái kính này lên này các bạn này. Cái đầu tiên đó là sự của keo từ. Các bạn nhìn thấy, tất cả keo nó đều tự chạy hết, mình không cần phải tác động bên ngoài. Nhưng mà do chỗ này có một cái bụi và chỗ này một cái bụi là do mình dán ẩu, nên chỗ này sẽ cần phải sử dụng tay để di nó qua cái bụi đi. Các bụi ở đây nó to như thể là con trâu đứng ở bộ giữa màn hình này. Ok chưa các bạn? Ok chưa? Quay lên đi. Và cũng như thể là vừa nãy là mình sẽ sử dụng cái kìm cắt sim này, mình sẽ cùng tập với lực tương đương thế nhá. Như các bạn đã thấy cái sự khác biệt của kính Oppo chưa? Nó vẫn đang đẹp là không tì vết. Và bây giờ mình sẽ là thử độ cao của cái kính này. Và khi có một cái kính này thì là thông thường là các bạn dùng kính full màn hình là các bạn rất hay bị mẻ mép đúng không? Và tôi sẽ thử rơi cho các bạn xem này, xem một kính này tôi rơi thử xem nó có bị vỡ không nhá. Nhặt lên này. Ok. Và khi mình thử cái độ cao thì là ở các mép cạnh này thì nó đã bị vỡ. Nhưng mình tiếp tục thử xem nào. Mình sẽ thử với cái độ cao hơn nữa xem là cái chất lượng kính này có bị vỡ không mà thành không. Tôi chưa nhìn mỗi, tiếp tục thử phát nữa đi xem nào. Bởi vì nếu bây giờ nhìn mà nó vỡ màn hình thì sót ruột, nó không dám quay tiếp, chúng ta cứ tiếp tục thôi. Ok chưa? Như vậy là cái kính là nó bị mẻ các góc cạnh này. Các góc cạnh này là do là khi rơi điện thoại là nó các cạnh nó mẻ xuống. Nhưng mà cái độ vỡ của cái kính này nó khác hẳn với cả những cái kính khác, là nó không bị vụn ra, nó chỉ sứt nhăm nhăm này. Bây giờ tôi sẽ thử trải nghiệm tiếp xem nào. Và giá bán siêu kính cường lực Oppo này và cái keo này thì nó rất là chặt các bạn nhá. Nó rất là chặt, vì thế cho nên là tôi bóc lên thì bị vỡ mất rồi. Tí quá nhá. Xem nào có tái sử dụng đúng không? Không được rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ thử một cái, mình sẽ thử cho các bạn này. Cái đầu tiên là mình sẽ chặt vào cạnh này xem nào. Các bạn nhìn này, nó bị sứt mẻ hết các cạnh này rồi nhá. Nhưng mà kính của mình vẫn chưa bị mẻ cái mép này các bạn nhìn này. Và có một cái lon bia vừa ở đây đâu nhỉ? Đây, giữ máy.
Và đây là cái lon nước ngọt bạn nhá. Nếu mà tôi chém vào như này thì chắc là chém thoải mái, nó không được sức mẻ rồi, tôi sẽ chém đứt, sẽ chém vào cái chỗ cứng nhất này này. Không vỡ này, không nát này, không làm sao này. Cho các bạn thấy rằng là lực tôi đập vào nó rất là mạnh nhá, chứ không phải là tôi đập một cách là phiêu phiêu bình thường. Ok chưa? Tôi sẽ thử chém tiếp xem nào. Chém ở những cái chỗ này thì chắc là không có tác dụng gì rồi. Đó. Và bây giờ rồi. Thực ra đây là video mình test kính nên là cái khâu mà mình dán kính ổ ấy bẩn thì các bạn bỏ qua nhá. Xem còn dính không? Mình đã chạm tay vào rất là nhiều lần rồi nhưng chắc là vẫn dùng được thôi. Keo vẫn chạy mượt như Sony luôn ấy. Đoạn này là cái chỗ này là cái chỗ này là mình bị đập vào thì là cái keo nó đang bị chóc mất keo ở bên trong nên nó chưa ăn được. Để tái sử dụng cho đỡ phí kính thì mình dán nốt vào, mình thử rơi lại phát nữa xem nào. Ok này, quả này mình sẽ rơi thử xuống đất nha các bạn nhé. Và trong quá trình mình rơi xuống đất thì là cái cạnh kính thì nó đã bị mẻ. Ok chưa? Mình sẽ thử tiếp này. Các cụ ở rồi mua mâm để đâm những thùng thì là mình sẽ thử một cái độ cao này. Khi là nó có sự khác biệt rằng là chúng ta rơi ở cái bàn này và rơi ở dưới nền bê tông nó khác hẳn nhau các bạn nhé. Và rồi thì chiếc màn hình của mình vẫn được chiếc kính Oppo bảo vệ hoàn toàn bình thường các bạn nhé. Và mình sẽ thử bóc ra xem nào. Ok. Và kính cường lực Oppo thì là 16 năm vẫn chạy tốt. Và giá bán của kính là các dòng iPhone 66 Plus, 77 Plus, 88 Plus là 180.000. Các dòng iPhone X và XS Max XR giá bán là 250.000. Các bạn cảm thấy là có nhu cầu sử dụng một lần kính xịn thì các bạn hãy dùng thử một lần kính Oppo, cùng thử trải nghiệm với tôi một lần thôi. Đã là huyền thoại thì mãi mãi là huyền thoại, kính cũng khẳng định luôn rất là tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đang xem video này, cho mình xin một chia sẻ nhé. Xin chân thành cảm ơn.